Minh Hiền rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai thứ 7 ngày 15 tháng 7. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và bình an. Bản tin ngày hôm nay có điều gì đáng chú ý? Mời quý vị theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cựu đại sứ tại Malaysia ăn chia cả tiền gần 2.000 tù nhân trở về trên chuyến bay giải cứu. Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế ám ảnh án tử hình, phải điều trị tâm thần. Hai tàu biển va chạm làm sập cầu cảng ở sông Thị Vải, Vũng Tàu. Biển kiểm soát ô tô, xe máy đang lưu hành sẽ tự động là biển số định danh. Bình Thuận ngăn chặn vụ trộm đá 7 màu lớn nhất từ trước đến nay. Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Thực phẩm độc hại bủa vây người dùng, đường đi của rau tắm hóa chất. Việt Nam và Mỹ hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Thanh tra tỉnh Quảng Nam lên tiếng về con dấu không rõ Hoàng Sa, Trường Sa. Tiết lộ loại gốm làm nên quốc kỳ ở Trường Sa, vì sao rộ lên làn sóng phản đối đường lưỡi bò ở Biển Đông. Tin thế giới. Trung Quốc rộ trào lưu cô dâu một ngày kết hôn không cần biết mặt. Máy bay Trung Quốc vào vùng nhiễu động, hành khách bị văng lên trần. Mỹ điều tiêm kích đến Đài Loan giữa lúc Trung Quốc tập trận gần hòn đảo. Chính phủ Đức lần đầu thông qua chiến lược ứng phó Trung Quốc. Ông Putin nói, Wagner không tồn tại, Trung Wagner đang ở tù hay chết. Ukraine tuyên bố nhận được bom chùm, chiến sự thêm khốc liệt. Động cơ tên lửa của cơ quan vũ trụ Nhật Bản phát nổ khủng khiếp. ChatGPT có thêm hai đối thủ chỉ trong vài ngày. Italy đối mặt mức nhiệt gần 49 độ C. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, hôm qua ngày 14 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục phần thẩm vấn để làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ của các cựu quan chức. Lời khai tại tòa những ngày qua cho thấy, trong đại dịch các bị cáo là quan chức của nhiều bộ ngành ở trong nước nhận hối lộ của các doanh nghiệp để cấp phép chuyến bay giải cứu. Còn ở ngoài nước, một nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngoại giao nhận bôi trơn theo kiểu đếm đầu người, thậm chí thu tiền thừa của các công dân mãn hạn tù về nước rồi ăn chia. Trong đó, ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cùng ba thuộc cấp đã bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Đại sứ quán tại Malaysia tổ chức 8 chuyến bay giải cứu, đưa 1.891 người chấp hành xong án phạt tù, bao gồm thủy thủ đánh bắt cá trộm, người lao động trái phép và các cô gái làm nghề nhạy cảm, gọi là đào về nước. Trong quá trình này, bị cáo Thái và cấp dưới thu 44,6 tỷ đồng, nhưng các chi phí chỉ mất 33 tỷ, còn thừa hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo Thái cùng cấp dưới giữ lại 5 tỷ đồng tại đại sứ quán, số tiền còn lại chia nhau. Ông Thái phân trần, chúng tôi đã đưa được người về nước, nhưng phát sinh việc là có dư kinh phí. Bị cáo không chỉ đạo việc thu thêm để chia nhau, mà kinh phí dự phòng dư lại một chút. Thời gian sau thì mới quyết định dùng số tiền này chia bồi dưỡng cho các cán bộ, vì họ chấp nhận rủi ro đi làm, khi dịch bệnh mà phải bỏ tiền túi ra thì cũng không ổn nên phải có chút động viên bồi dưỡng. Ông Thái phân trần và cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền thu thừa. Cũng trong sáng cùng ngày, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai, đã công bố hồ sơ bệnh án liên quan đến chẩn đoán hành vi tự sát rối loạn tâm thần đa dạng không có triệu chứng sau khi nhiễm COVID-19 của thân chủ. Trả lời vấn đề này, ông Kiên cho biết sau ngày 24 tháng 1, bản thân mắc COVID-19 và diễn biến rất nặng, phải vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, nằm viện một thời gian. Bị cáo Kiên nói, sau khi ra viện, cộng thêm thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan tổ chức, cấp phép các chuyến bay thì tâm lý của bản thân chịu sức ép rất nặng. Ngoài ra, bản thân cũng thường xuyên phải làm việc với điều tra, tự tìm hiểu các quy định về pháp luật liên quan đến nhận hối lộ, khung rất nặng từ 20 năm, chung thân tới tử hình. Ông Kiên khóc và nói, bị cáo đã bị ám ảnh mức án tử hình nên rất hoảng sợ và có triệu chứng chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực đó. Do vậy, bị cáo có một thời gian phải điều trị tâm thần tại Bệnh viện Bạch Mai. Cáo trạng xác định bị cáo Kiên là người đã nhận hối lộ nhiều nhất với 235 lần và tổng số tiền 42,6 tỷ đồng. Ông Kiên thừa nhận toàn bộ số tiền nhận hối lộ được chuyển qua tài khoản của mẹ vợ. Ngoài dùng 12 tỷ đồng để trả lại cho một số doanh nghiệp, ông Kiên khai đã chi 2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân, cho một người chú vay 1 tỷ đồng, số còn lại đầu tư đất và sửa chữa nhà cửa.
Thông tin từ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khắc phục sự cố va chạm giữa tàu container One2A02 quốc tịch Singapore với tàu One2 quốc tịch Ship trên sông Thị Vải, khiến sập một phần cầu cảng cái mép. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7, tàu container quốc tịch Singapore dài 335m, rộng 51m, trọng tải 140.000 tấn vừa bốc dỡ hàng chạy trên luồng cái mép Thị Vải đến khúc cong hình chữ S bị giạt khỏi luồng hàng hải. Mạn trái tàu đã va chạm tàu ship dài 228m, rộng 32m, neo đậu để dỡ hàng ở cảng cái mép. Va chạm không gây thương vong, song tàu quốc tịch ship tông gãy đổ 46m cầu cảng dùng để bốc dỡ hàng hóa. Một phần hệ thống băng chuyền cùng thiết bị hút hàng trôi xuống nước. Lúc sự cố, khu vực sông Thị Vải mưa to, dông giật. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân. Cụm cảng cái mép Thị Vải là một trong 20 cảng lớn nhất thế giới, có 7 cảng container đã đi vào hoạt động, công suất thiết kế 6,8 triệu container một năm. Theo quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2050, cảng cái mép Thị Vải được xếp hạng đặc biệt, tương lai trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Liên quan đến lĩnh vực giao thông, theo thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 8 tới đây, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Với các biển số ô tô, xe máy đang lưu hành, biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh. Biển định danh không áp dụng với biển 3 hoặc 4 số. Nếu người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi biển 3 số, 4 số, rồi cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ biển. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho hay, sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Một điểm khác với thông tư trước đây, người dân khi bán xe sẽ kèm theo biển số và sử dụng biển của chủ cũ nếu cùng địa phương. Tại thông tư mới quy định, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Biển số số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển số xe. Giới chức huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện thu giữ hàng trăm bao đá mà kẻ gian trộm tại bãi đá Bảy Màu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện có từ 500 đến 600 bao, loại vỏ bao xi măng chứa đầy đá nhiều màu, được tập kết gần bãi đá nhưng chưa vận chuyển đi. Theo ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch huyện Tuy Phong cho biết, đã đang tiến hành điều tra làm rõ kẻ chủ mưu trộm cắp tài nguyên ở bãi đá Bảy Màu này. Bãi đá Bảy Màu được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất Việt Nam, với chiều dài khoảng 1 km, rộng khoảng 40m, với nhiều viên đá tròn, có kích thước màu sắc khác nhau. Các viên đá xếp chồng lên nhau tại bãi biển xã Bình Thạnh. Nhờ vẻ đẹp hiếm có, độc đáo, nơi đây là một địa chỉ thu hút khá đông du khách đến tham quan. Chính vì vẻ đẹp độc đáo, đây cũng là một địa chỉ hay xảy ra các vụ trộm đá, tuy nhiên với số lượng ít mang về để trang trí nhà. Vụ trộm đá vừa bị phát hiện với quy mô được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Truyền thông trong nước đưa tin, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Đây là trận giao hữu thứ hai trên đất New Zealand và cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi bước vào tranh tài ở vòng chung kết World Cup 2023. Trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều là đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng. Tuy nhiên, đại diện của khu vực Đông Nam Á vẫn bị đối thủ dẫn 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tuân thủ đấu pháp, chơi phòng ngự phản công. Nhưng do thua kém về thể hình lẫn thể lực, các cô gái đã nhận liền 7 bàn thua nữa, qua đó thất bại chung cuộc với tỷ số 0-9. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định, tinh thần các cầu thủ rất cố gắng nhưng điểm yếu của chúng ta là vẫn chưa có sự giao tiếp đủ trên sân. Chuyên môn của đội kém hơn đối thủ mà các cầu thủ còn không nhắc nhau thì càng khó hơn. Các bạn cũng chưa tự tin. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị bước vào tranh tài ở vòng chung kết World Cup 2023.
theo lịch thi đấu World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhà đương kim vô địch là đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7. Tiếp đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, sau khi loạt bài điều tra thực phẩm độc hại bủa vây người dùng khởi đăng trên báo Thanh Niên từ ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC05 vào cuộc xác minh các cơ sở chế biến rau muống bào, bắp chuối bào có sử dụng hóa chất được phản ánh để xử lý. Được biết, trong các phóng sự mà báo Thanh Niên đăng, khán giả có thể xem các cảnh quay chân thực về quá trình rau muống bào, bắp chuối bào tắm hóa chất cho ra lò, các cơ sở chở đến bãi tập kết rồi đưa lên xe tải tỏa đi nhiều tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang tiêu thụ. Chứng kiến toàn bộ quá trình bắp chuối bẩn chót lọt đi vào các sạp hàng, người tiêu dùng không khỏi thắc mắc về công tác quản lý kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Liên quan đến vấn đề này, ngày 13 tháng 7, đại diện PC05 đã đến tòa soạn báo Thanh Niên đề nghị cung cấp thông tin chứng cứ vi phạm của các cơ sở nói trên để phục vụ công tác xác minh điều tra xử lý. Theo thông tin từ PC05, đến nay đã có 7 cơ sở bị đoàn liên ngành các quận huyện liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng hóa vi phạm. Cả 7 cơ sở này đều bị buộc ngừng hoạt động, di rời việc giám sát giao cho chính quyền địa phương đảm trách. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo Thanh Niên đưa tin, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia vừa diễn ra trong 4 ngày qua. Từ ngày 11 tháng 7 đến 14 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp ngắn với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, hai bên khẳng định sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, sẵn sàng cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Đáp lại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đánh giá cao kết quả điện đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden vào tháng 3 vừa qua. Đồng thời, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đồng ý cùng với Việt Nam phối hợp triển khai hiệu quả kết quả của điện đàm, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam lên tiếng về thông tin con dấu thiếu ký hiệu quần đảo Hoàng Sa. Theo đó, ông Tiến cho biết, con dấu của cơ quan này có đầy đủ ký hiệu hai quần đảo trên bản đồ Việt Nam, song vì một số lý do khách quan nên khi đóng lên văn bản thể hiện không rõ. Ông Tiến giải thích, khi văn thư đóng dấu yếu tay, cùng với việc con dấu đã được sử dụng lâu năm, nên hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thể hiện không rõ trên văn bản. Chúng tôi đã cho văn thư kiểm tra lại và yêu cầu rút kinh nghiệm khi thực hiện đóng dấu. Sở Tài chính Thừa Thiên Huế cũng cho biết, đã nắm được thông tin, việc con dấu được cấp cho thanh tra Sở Tài chính tỉnh này sử dụng bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu ký hiệu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và giao nhiệm vụ cho Chánh Thanh tra Sở phối hợp với công an cùng các đơn vị chức năng xử lý sự việc. Cũng liên quan đến chủ quyền biển đảo, mới đây nghi vấn Google xóa lá cờ Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Mục đích thực hiện lá cờ gốm kích thước khổng lồ này là để mọi người có thể nhìn rõ quốc kỳ Việt Nam trên quần đảo Trường Sa khi máy bay hoặc xem qua hình ảnh vệ tinh từ các dịch vụ bản đồ Google Maps, Google Earth. Điều này như một cách khẳng định chủ quyền Việt Nam với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc cờ Việt Nam bị bôi trắng khiến nhiều cư dân mạng trên Việt Nam phẫn nộ. Nhiều người dùng đã kêu gọi đánh giá một sao với ứng dụng bản đồ Google Maps và Google Earth như một cách để phản đối hành động làm mờ lá cờ Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn của Google. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời nghệ nhân ưu tú nhà ghép gốm Nguyễn Quý Sơn cho biết, công trình lá cờ Tổ quốc gắn gốm lớn nhất Việt Nam ở Trường Sa sử dụng chất liệu gốm đặc biệt chịu được thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo lâu bền theo thời gian. Ông Sơn cũng thông tin, gốm Bát Tràng cổ đã có tuổi thọ từ hàng ngàn năm, đến nay vẫn được lưu lại, khẳng định giá trị trường tồn với thời gian. Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, Việt Nam ghi nhận tới 4 vụ việc vi phạm chủ quyền biển đảo. Từ sự việc phim Barbie của Mỹ bị cấm chiếu, đêm nhạc Blackpink bị thẩm tra, phim truyền hình Fly to You bị yêu cầu gỡ khỏi Netflix và FPT Play chưa nguội vì đều bị cài cắm đường lưỡi bò phi pháp thì vấn đề lá cờ Việt Nam hiển thị trên Google Earth lại rộ lên.
Các chuyên gia nhận định rằng những động thái phản đối liên tiếp cho thấy người dân và chính phủ đều có nhận thức cao về chủ quyền Việt Nam và có phản ứng nhanh mỗi khi phát hiện điều gì đó có thể xâm hại đến vấn đề chủ quyền. Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc được cho là đang thực hiện các hành động theo chiến thuật vùng xám. Đây là chiến thuật sử dụng các lực lượng phi chính quy, tiêu biểu là các đội tàu dân quân biển, nhằm chiếm đoạt vùng biển đảo của các nước khác mà không phải dùng lực lượng vũ lực trực tiếp với quy mô lớn, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế. Do đó, Việt Nam cần phản ứng kịp thời nhằm làm thất bại chiến thuật này. Tiếp sau đây là bản tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc rộ trào lưu cô dâu một ngày kết hôn không cần biết mặt. Máy bay Trung Quốc vào vùng nhiễu động, hành khách bị văng lên trần. Mỹ điều tiêm kích đến Đài Loan giữa lúc Trung Quốc tập trận gần hòn đảo. Chính phủ Đức lần đầu thông qua chiến lược ứng phó Trung Quốc. Ông Putin nói, Wagner không tồn tại, Trung Wagner đang ở tù hay chết. Ukraine tuyên bố nhận được bom chùm, chiến sự thêm khốc liệt. Động cơ tên lửa của cơ quan vũ trụ Nhật Bản phát nổ khủng khiếp. ChatGPT có thêm 2 đối thủ chỉ trong vài ngày. Italy đối mặt mức nhiệt gần 49 độ C. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, gần đây trào lưu cô dâu một ngày, kết hôn không cần biết mặt đã trở nên phổ biến ở các vùng nông thôn của thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một số người đàn ông độc thân lâu năm đã bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ để thuê cô dâu chuyên nghiệp về cưới. Như vậy, sau khi qua đời, họ mới được phép chôn cất trong phần mộ của tổ tiên. Cụ thể, trong đám cưới này, đôi bên không nhận giấy chứng nhận kết hôn, không ở lại qua đêm, chỉ cần một ngày làm lễ là coi như nên duyên vợ chồng. Điển hình vừa qua vào ngày 7 tháng 7, một đám cưới như vậy đã được tổ chức tại một ngôi làng ở Lang Phường, Hà Bắc. Chú rể là một ông già độc thân và cô dâu là một tân nương chuyên nghiệp. Theo tập tục địa phương, những người độc thân sau khi qua đời sẽ không được chôn cất cùng chỗ với phần mộ của tổ tiên. Vì vậy, một số người già độc thân phải chi tiền để kết hôn với cô dâu một ngày. Theo đoạn video được đăng tải trên mạng, dù là hôn nhân giả nhưng nhà trai vẫn dán chữ song hỷ màu đỏ lên tường và bàn bày hoa quả để tiếp đãi khách. Sau buổi lễ, cô dâu chú rể sẽ đến mộ tổ tiên và báo cáo rằng mình đã kết hôn. Một bà mối ở địa phương cho biết, cô dâu chuyên nghiệp tính phí khoảng 13 triệu đồng mỗi lần kết hôn. Nguyên tắc của ngành kinh doanh này là không tiết lộ thông tin chi tiết về cô dâu trước và sau khi kết hôn, và cố hết mức để hai bên không thấy mặt nhau. Hiện sự việc này đang được cư dân mạng Trung Quốc thảo luận sôi nổi. Có người bình luận, nam giới độc thân thì không được nhập mộ, thế nữ giới độc thân thì sao? Một người khác nói, có nghề làm chú rể một ngày không? Ồ, thế là làm hình thức để lừa dối tổ tiên à? Vân vân. Truyền thông quốc tế đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China vừa gặp sự cố khi bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, khiến nhiều người hoảng sợ. Cụ thể, chuyến bay CA-1524 của Air China đang trong hành trình bay đến thành phố Thượng Hải thì gặp phải nhiều vùng nhiễu động, khiến tiếp viên và hành khách trên chuyến bay bị hất tung lên trần và đập vào biển chỉ dẫn dẫn đến bị thương. Nhiều người trên chuyến bay sau đó đã đăng tải lên mạng xã hội các nội dung miêu tả chuyến bay kinh hoàng kèm lời bình luận, tạ ơn trời chúng ta còn sống. Theo các hành khách thuật lại, nhiễu động xuất hiện khoảng 30-40 phút trước khi máy bay hạ cánh. Trong lúc đó, độ cao đột ngột giảm, tiếp xong một lần giảm độ cao bất ngờ nữa chỉ trong thời gian ngắn. Máy bay đột ngột bị sóc và rung lắc dữ dội, chai nước và gối bay khắp nơi khiến hành khách hoang mang. Hiện, Air China đã ra thông cáo xác nhận vụ việc. Theo hãng bay này, hành khách và tiếp viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện ngay khi máy bay hạ cánh. Hãng Reuters đưa tin, hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ vừa điều máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan giữa lúc Trung Quốc tập trận ở phía nam hòn đảo. Trong một thông báo được đăng tải, hạm đội 7 cho biết, bằng cách hoạt động ở eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ bảo vệ các quyền và tự do hàng hải của tất cả quốc gia. Việc máy bay bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết máy bay của Mỹ đã bay theo đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và sau đó bay theo hướng Nam. Theo cơ quan này, động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập trận ngày thứ 3 ở phía Nam của hòn đảo với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến. Bên cạnh đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 33 máy bay quân sự và 9 tàu chiến Trung Quốc ở xung quanh hòn đảo vào hôm 13 tháng 7, trong đó có 24 máy bay vượt qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan. Truyền thông Đức đưa tin, chính phủ Đức vừa lần đầu tiên thông qua chiến lược riêng
nhằm ứng phó với Trung Quốc. Trong bản chiến lược, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức không muốn tách mình khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng nhằm củng cố khả năng phục hồi của mình. Bản chiến lược nêu rõ việc tập trung vào một vài hoặc chỉ một quốc gia xuất xứ đối với các sản phẩm sơ cấp trung gian và cuối cùng có thể dẫn đến sự phụ thuộc ở các lĩnh vực quan trọng. Ngoài ra còn có những phụ thuộc trong các lĩnh vực then chốt khác, chẳng hạn như đất hiếm. Theo đó, ý tưởng cốt lõi trong chiến lược đối với Trung Quốc của chính phủ Đức là giảm rủi ro trong quan hệ kinh tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng không phá vỡ quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Tờ Newsweek đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố tập đoàn quân sự tư nhân không tồn tại. Cụ thể, ông Putin cho biết, luật pháp Nga không công nhận sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả Wagner, do đó đơn giản là Wagner không tồn tại. Được biết, chính phủ Nga từ lâu vẫn giữ quan điểm này khi được hỏi về Wagner do doanh nhân Yevgeny Prigozhin đứng đầu. Trước đó, sự tồn tại thực tế của Wagner chỉ được quân đội Nga thừa nhận khi nhóm này tham gia cuộc chiến với Ukraine ở Donbass hồi năm ngoái, đặc biệt là ở chiến trường Bakhmut, Ukraine. Tại diễn biến liên quan về việc thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đang ở đâu, một cựu chỉ huy quân đội Hoa Kỳ nhận định nếu ông chủ Wagner còn sống thì ông ấy đang ở trong tù. Cụ thể, tướng đã nghỉ hưu Robert Arum, người trước đây từng là chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, nói với ABC News rằng cá nhân tôi không nghĩ rằng ông Prigozhin còn sống và nếu còn sống thì ông ấy có thể đang lẩn trốn, bị tống vào tù hoặc bị xử lý theo cách khác. Và có lẽ chúng ta sẽ không thấy Prigozhin xuất hiện một cách công khai thêm lần nào nữa. Tướng Arum nói thêm, hãy nhớ rằng ông Prigozhin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày diễn ra cuộc binh biến ngắn ngủi vào hôm 24 tháng 6. Được biết hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cũng nói rằng ông Prigozhin không ở Belarus mà ở Nga. Đài CNN đưa tin, người phát ngôn quân đội Ukraine Valeriy Shishin vừa cho biết Ukraine đã nhận được bom chùm của Mỹ chỉ sau một tuần sau khi Washington thông báo quyết định gây tranh cãi trên. Phát biểu trước truyền hình Ukraine, ông Shishin nói bom chùm đã nằm trong tay lực lượng của chúng tôi và không nêu thêm chi tiết liên quan. Được biết, bom chùm nằm trong số gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD mà Mỹ thông báo gửi cho Ukraine vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Thông tin này dự kiến sẽ khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine có bước leo thang căng thẳng mới. Bởi bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Nhưng các đầu đạn này cũng mang một tỷ lệ thất bại nhất định. Đạn chết sẽ rơi lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập kỷ sau đó. Được biết, việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Hiện Đức, Tây Ban Nha và Canada đã phản đối quyết định của Mỹ về việc gửi bom chùm sang Ukraine. Thưa quý vị, hôm qua ngày 14 tháng 7, động cơ tên lửa của cơ quan vũ trụ Nhật Bản đã phát nổ khủng khiếp trong cuộc thử nghiệm. Theo đó, ngọn lửa đã bùng lên bên hông cơ sở thử nghiệm và nhấn chìm toàn bộ cơ sở này trong biển lửa. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại trung tâm thử nghiệm Noshiro của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản ở thành phố Noshiro, tỉnh Akita. Động cơ Epsilon S đã phát nổ khoảng 1 phút sau khi cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 bắt đầu. Không có người nào bị thương trong vụ việc. Hiện sự cố này đã tiếp tục giáng đòn mạnh vào tham vọng không gian của xứ sở mặt trời mọc sau một loạt thất bại hồi đầu năm nay. Được biết, gần đây chương trình không gian của Nhật đã gặp phải nhiều sự cố, trong đó có vụ tên lửa thế hệ mới H-3 của nước này phải tự hủy trong lần phóng đầu tiên hồi tháng 3, khi động cơ giai đoạn 2 không kích hoạt như kế hoạch. Tháng 10 năm ngoái, tên lửa Epsilon 6 của JAXA đã nhận được lệnh tự hủy chỉ vài phút sau khi phóng bởi nó đi chệch khỏi quỹ đạo dự kiến. Theo hãng tin Reuters, tỷ phú Mỹ Elon Musk vừa ra mắt công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo AI, xAI, để cạnh tranh với OpenAI, công ty sở hữu ứng dụng chat GPT. Theo kế hoạch, xAI sẽ được ông Musk điều hành độc lập với các công ty khác của ông và mục tiêu của nó sẽ là tìm hiểu bản chất thực sự của vũ trụ. Hỗ trợ ông Musk là đội ngũ cựu kỹ sư tại các công ty Google, Microsoft và OpenAI. Bên cạnh đó, ông dự đoán rằng AI thông minh hơn con người sẽ xuất hiện sau 5 hoặc 6 năm nữa. Đáng chú ý, trong hôm qua, tập đoàn Alphabet cũng tung ra chatbot AI Bard ở châu Âu và Brazil, bản mở rộng lớn nhất của sản phẩm kể từ khi ra mắt vào tháng 2. Tương tự ChatGPT, Bard sử dụng AI tổng quát để trò chuyện với người dùng. Như vậy, chỉ trong vài ngày ChatGPT đã có thêm hai đối thủ cạnh tranh mới. Trang CNBC đưa tin, châu Âu đang đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt và kéo dài,
với nhiệt độ ở Italy được dự đoán có thể vượt mức kỷ lục 48,8 độ C. Theo CNBC, hiện đợt nắng nóng được đặt tên Cerberus sắp ảnh hưởng tới khu vực châu Âu, có thể khiến nhiều vùng ở Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ trải qua mức nhiệt độ hơn 40 độ C trong những ngày tới. Tại Italy, mức nhiệt hơn 48 độ C có thể được ghi nhận ở các đảo Sardinia và Sicily. Theo đó, Italy đã phát cảnh báo về nhiệt độ cao ở 10 thành phố, trong đó có cả các thành phố lớn như Rome, Florence và Bologna. Được biết, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại châu Âu là mức nhiệt 48,8 độ C ở Syracuse, Italy vào tháng 8 năm 2021. Các chuyên gia tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết kỷ lục nhiệt độ đó có thể bị phá vỡ trong những ngày tới. Nội dung trên đã khép lại bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Và sau đây, mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, học cách chấp nhận là một bước tiến lớn để trưởng thành. Cuộc sống này sẽ không ai để tâm tới sự uất ức của bạn, không ai để ý đến nỗi thất vọng của bạn. Vậy nên, khi đối diện với thực tế, phải học cách chấp nhận rằng mọi thứ không phải sẽ đều như ý muốn. Nếu như bạn không thể thay đổi được sự thật, vậy thì hãy học cách chấp nhận nó. Khi ai đó thất tín với bạn, bạn buông lời chỉ trích thì liệu có thể thay đổi được gì hay không? Đương nhiên không thể, vậy thì hãy tiếp nhận nó, coi đó như một bài học. Khi có người lừa gạt bạn, bạn vạch trần họ thì liệu có thể thay đổi được sự thật rằng họ đã lừa bạn hay không? Không thể, vậy thì hãy chấp nhận nó, chấp nhận thực tế rằng vì bạn có giá trị nên người khác mới bỏ công lừa gạt. Khi ai đó nói xấu bạn, bạn tranh luận với họ liệu có thể rửa sạch ác ý của họ dành cho bạn hay không? Không thể, vậy hãy chấp nhận nó. Cuộc sống không thể vừa mắt tất cả mọi người cho được. Người nói lời ác thì tai họ sẽ nghe thấy đầu tiên. Khi người thân yêu của bạn đã rời xa mãi mãi, bạn than trời trách đất liệu có thể mang họ quay trở lại hay không? Tất nhiên là không thể. Vậy hãy chấp nhận hiện thực tàn khốc đó. Cuộc sống là như vậy. Có đoàn tụ thì có ly tán, có hợp ắt có tan. Ở đời, không có sự tình nào là thực sự khó khăn, chỉ có cái tâm này đang gây cản trở. Thống khổ, trắc trở, lừa gạt, hãm hại, yêu và hận, chẳng qua chỉ là một quá trình. Nắm bắt được hiện tại hay nắm bắt tương lai suốt cuộc cũng là một quá trình như thế. Điều bạn mong chờ có phải là ngày mai tươi sáng không? Nhưng ngày mai thực sự sẽ tốt đẹp hơn sao? Ngày mai bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình sao? Chỉ có yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi, ngày mai nhất định sẽ càng thêm tươi đẹp. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thực ra mỗi một lần đau khổ chính là một lần trưởng thành. Sống một ngày chính là có phúc một ngày, cần phải trân quý. Đôi khi ta khóc vì không có giày để đi, nhưng nghĩ lại còn có rất nhiều người không có đôi chân để đứng. Vậy nên, tha rằng chính mình tha thứ cho người khác, cũng đừng chờ người khác đến tha thứ cho mình. Người khác có thể hãm hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta, thế nhưng chúng ta không thể vì vậy mà căm hận họ. Tại sao? Chúng ta nhất định phải bảo trì được sự thiện lương và nội tâm thanh tịnh, bởi vì lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Trong chuyện tình cảm, bạn nhất định phải nhớ lấy, cần nhẫn nại và bao dung đối với khuyết điểm của đối phương. Trên thế giới không có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc chỉ đến từ sự tha thứ và tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống thoải mái không phải là ta có được càng nhiều, mà là ta ít so đo tính toán. Không phải tiền tài có rất nhiều, mà là nhu cầu càng ít. Sống trong tiếng vỗ tay của người khác là chịu không ít những thử thách của người đời. Kỳ thực, không phải vì bạn khiến tôi phiền não, mà là tôi đã đem lời nói và hành động của bạn gây phiền não chính mình. Cảm tạ trời xanh vì những thứ ta có, cũng cảm tạ trời xanh vì những thứ ta không có. Mọi thứ trên đời đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Người khác vĩnh viễn đúng, ta vĩnh viễn sai, vậy thì làm sao có thể còn phiền não? Nhất mực chờ mong người khác hiểu mình, chi bằng tự mình hiểu lấy mình. Đối với thực tế bất biến, ngoài việc chấp nhận số phận ra thì không có phương pháp xử lý nào tốt hơn thế. Con người sở dĩ thống khổ chính là ở chỗ theo đuổi những thứ phù phiếm xa vời. Buông được bao nhiêu chính là sẽ bớt đi thống khổ bấy nhiêu. Đừng nói rằng người khác khiến bạn đau khổ, hãy nói rằng bản thân mình tu dưỡng chưa tới nơi.
vận mệnh đã được đặt vào tay bạn rồi, thành hay bại phụ thuộc vào chính bạn mà thôi. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Minh Hiền kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã chuyển rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa. Đường link đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí có gắn phía trên màn hình, quý vị đừng bỏ qua nhé. Nếu có bất cứ câu hỏi quan tâm nào, xin quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa, chúc quý vị mọi điều bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.